Giải ơi, anh vô duyên vô dạng nó vừa thôi nhá. Bữa ăn bữa uống cứ bùm bùm cả. Buồn bực thì có thể cố gắng chôn nó vào trong lòng, nhưng mà buồn đánh dắm thì bố ai mà nhịn được. Ôi giời ơi, khổ lắm cơ. Ăn bữa cơm với anh cũng không yên, lựa cơm mà gắp mắm, lựa dắm mà xì hơi chứ. Mình bảo ơi, cứ phải xả thoải con gà mái ra cho nó nhẹ người, chả nhẽ lại xì từng tí một. Anh vô duyên vô dạng nó vừa thôi nhá. Dám giết thì nào có thơm, bú lắm rượu bia vào cứ thum thủm như mùi chùa chết đi. Ai muốn đâu, nhưng mà tôi đang đau dạ dày tá tràng, cứ ợ hơi đầy bụng, dám giết là điều đương nhiên, mà dám khắm là chuyện bình thường. Làm gì có ai đánh dám thơm bao giờ. Tưởng gì, thế mà không bảo người ta sớm. Úm ba la xì bùa, úm bua lua xì bà. Đây, dùng cái hồng khôi bờ lút của Thanh Mộc Hương này vào, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng ợ hơi ợ chua do viêm dạ dày tá tràng. Này, tôi xin. Hòa với nước sôi khuấy đều rồi uống, uống trước bữa sáng và trước bữa tối 30 phút. Người lớn mỗi lần 2 gói, ngày uống 2 lần. Dễ sử dụng ghê. Anh chạy ra ngoài vườn kia, quánh sắm hết đi rồi vào ăn cơm. Tối uống là lại ngon lành ngay. Đi đi, quánh sắm lần cuối đi. Đi.